Tara xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà đẹp Hoa Kỳ. Hôm nay Tara sẽ mời quý vị đến thăm thành phố Fushi nằm ở phía tây của downtown Houston, và hiện tại trong một cái khu community có tên là MI Homes. Và nhà ở trong đây Tara đang thấy có một cái căn giảm tính 60.000 quý vị ơi, trong nhà một tầng, và trong đây có hai mẫu, mẫu 40 cũng như là mẫu 50 đang giảm giá rất là nhiều luôn. Cho nên quý vị hãy theo dõi đến hết cái video, Tara sẽ chia sẻ cái thông tin chi tiết của cái khu này nhé. Đây là lần đầu tiên quý vị xem kênh Nhà đẹp Hoa Kỳ thì mình tên là Tara Trang Lê, chuyên viên địa ốc của khu vực thành phố Houston, Texas, và Tara là team lead của Nhà đẹp Hoa Kỳ, và team của mình có mặt ở những cái thành phố như là Austin, San Antonio, Dallas và đặc biệt là khu vực Houston. Cho nên nếu như mà quý vị thích tìm hiểu thị trường địa ốc của khu vực Texas hay là chỉ muốn xem nhà đẹp thôi thì đừng ngần ngại gì cho Tara một cái like của cái video cũng như là đăng ký kênh, subscribe kênh Nhà đẹp. Và quý vị ơi, bây giờ Tara sẽ giới thiệu cho quý vị mẫu nhà một tầng trước ha. Và mẫu nhà này là mẫu 40. Cái model này nó hơi to hơn tí xíu, nó sẽ to hơn cái nhà mà đang on sale. Nhà này hiện tại là đang là 2246 square feet. Mình sẽ có 4 phòng ngủ nè và có 3 phòng tắm, và là nhà một tầng. Hiện tại thì sau khi mà giảm giá rồi đó thì là còn 411. Nhà này cái giá original của họ là 428.000, bây giờ là còn 411.000 cho cái căn này. Và quý vị vẫn có thể tin tưởng team Tara, tụi mình sẽ có thể giảm thêm cho quý vị, thương lượng để mà giảm thêm dưới 300, dưới 400.000 cho cái căn này. Và cái căn này, cái floor plan Tara thấy nó rất là hay và lạ so với những cái căn mà từ xưa giờ Tara quay, thì nó lạ, nó hay như thế nào Tara sẽ giới thiệu cho quý vị nha. Đây là cái hallway khi mình bước vào, không hề ngột ngạt nha quý vị, rất là thoáng rộng luôn. Và khi mà mình bước vào nhà, đúng không, mình bước vào nhà đây, bên tay phải của mình đây, mình sẽ có một cái phòng full bathroom nè, cộng với một cái phòng tắm ở trong này ha. Và bây giờ mình sẽ đến khu vực này. Khu vực này thì mình sẽ có là cái phòng kiểu như phòng văn phòng office, hay là quý vị có thể làm phòng game room gì cũng được luôn. Nói chung là một cái không gian riêng tư cho mình, có thể làm tùy theo mình, ý mình muốn. Và bước đến đây, đó, đi vào đây là khu vực nhà bếp. À, đây là khu vực nhà bếp, phòng khách. Và bên tay trái của Tara đây, đây là cái điểm đặc biệt của ngôi nhà này. Nó sẽ tách, nó sẽ chia ra nha quý vị, nó sẽ chia ra cho mình. Bây giờ mình đi vào bên đây. Đi vào bên đây á, thì đằng sau của Tara đây, mình sẽ có hai phòng ngủ nữa quý vị. Hai phòng ngủ cộng với một cái phòng game room. Thì bên tay trái của Tara bên đây, mình bước đến đây ha, chỗ này là khu vực phòng giặt sấy nè, có cái garage cửa đi vào đó. Đây là cái tủ coat closet để mà giống như mình để áo khoác mùa đông hay này kia, hay là mấy cái giày dép linh tinh. Và đi thẳng vào bên trong này là một cái không gian sống riêng và khác nữa. Ở đây mình có một cái phòng ngủ ở đây nha cả nhà, một phòng ngủ ở đây nha. Và đây là thêm một cái chỗ trống kiểu như phòng game room ở đây nữa. Thì cái này có thể là cho mấy em, nếu như quý vị có con em nhỏ cần học ha, thay vì mình trong phòng ngủ thì mình sẽ để giường thôi, mình sẽ để bàn học ở đây, hoặc là khu sinh hoạt, hoặc là nhà mấy anh chị mà có con em nhỏ đó, thì đây là cái phòng cho mấy em, phòng playroom cho mấy em. Và đây là thêm một cái phòng tắm nữa. Cái phòng tắm bathroom này sẽ là mình share chung cho tất cả hai phòng ngủ ở trong đây. Đằng sau Tara bên kia mình sẽ có thêm một cái phòng ngủ ở bên trong đó, cho một cái phòng ngủ nữa. Thì cái khu vực này mình có hai phòng ngủ nè, một cái phòng kiểu sinh hoạt chung đi, và một cái phòng tắm chung cho hai phòng ngủ đó nha. Cả nhà tưởng tượng được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái khu vực hallway này đây. Đó, và đi thẳng vào trong đây sẽ là cái căn bếp của mình. Và bếp phòng khách, quý vị thấy không, thiết kế theo cái kiểu là thoáng rộng nè. Và cái điểm mà người ta rất yêu thích của căn bếp này đó chính là cái hệ tủ cabinet ở bên đây. Quý vị thấy không, ngoài những cái tủ cabinet bên kia ha, quý vị còn extra thêm rất là nhiều tủ cabinet ở đây. Ai mà muốn đựng chén bát dĩa hay là những cái đồ đặt lung tung gì đó thì ở đây, cả nhà thấy không, mình có rất là nhiều chỗ để mà mình có thể để nè quý vị. Và hiện tại nha, nếu như mà quý vị mua nhà thì họ có cái chương trình đặc biệt là moving package, và họ vẫn có là free tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, màn cửa cho mình, và cái value nó lên đến 4.000. Cho nên là đây đúng là cơ hội đặc biệt. Ngoài ra đó,
thì những cái chương trình giảm giá ở bên đây hiện tại họ đang có cái chương trình lãi suất rất là ưu đãi luôn. Nếu như mà quý vị đi cái chương trình FSJ thì lãi suất chỉ có 3.875, còn nếu như mà quý vị đi chương trình conventional là 5.5 nha quý vị. Và cái lãi suất này đó thì sẽ tính theo cái điểm credit rất là tốt nha. Thì điểm credit tốt là khoảng 740 trở lên thì người ta sẽ tính là điểm credit tốt. Để sao? Để mà quý vị có thể lấy được những cái phần lời thấp như thế này. Thì cái căn nhà mà hồi nãy Tha đã có giới thiệu đầu video quý vị nhỏ hơn căn này một tí xíu, và hiện tại là chỉ có 311.000 sau khi mà giảm 60.000. Cái căn nhà đó có diện tích là 1668 square feet, có 3 phòng ngủ, thì nó sẽ nhỏ hơn căn này tí xíu và chỉ có 311 thôi quý vị ơi, sau khi mà giảm luôn. Và nhà là xây rất kiên cố nha, gạch 4 phía luôn chứ không phải là một phía trước hoặc là ba phía đâu, 4 phía cho mình luôn, rất rất là kiên cố. Và sàn nhà sẽ lót bằng vinyl như cả nhà thấy nè. Đó. Và mình còn một cái phòng ngủ master nữa đúng không? Cái phòng ngủ master sẽ nằm ở trong kia cả nhà. Vào đây ha. Đây là phòng ngủ master. Đó, rất là rộng luôn. Phòng ngủ master này được cái là cái trần nó sẽ cao được 10 feet cho mình nha. Và ở phía ngoài kia thì trần cũng sẽ cao 10 feet. Và là cái bow window này, quý vị thấy không? Nó sẽ rộng ra. Bên trong đây là chúng ta sẽ có phòng tắm master nằm ở phía trong đây. Và cái điểm hay của nhà này nữa nha, là tủ đồ nó sẽ chia làm hai bên, một người là his, một người là her, cho nên là hai người thoải mái tự do để mà đựng đồ luôn, rất là rộng rãi thoải mái cả nhà. Quý vị ơi, đây là phía trước của cái căn nhà một tầng này ha. Đó, quý vị thấy không, gạch rất là kiên cố luôn, có gạch có đá luôn. Và thường là mỗi cái nhà nó sẽ có mỗi cái elevation khác nhau cho mình để mà mình lựa chọn. Và đây quý vị ơi, đây là cái căn nhà hai tầng đây. Và căn này là nhà model 50 ha. Và ai mà thích nhà 2 tầng thì đây là cái căn 2 tầng đây cả nhà. Căn này đó thì mình có diện tích là 2.364 square feet, có từ 4 tới 5 phòng ngủ nha cả nhà. Và hiện tại là cái căn này đó, nó đang giảm tới 35.000. Giá ban đầu là 413 và hiện tại là còn 387. 387 thôi cả nhà ơi. Nhìn nó rất hoành tráng luôn. Ta đã vừa bước vào cái căn nhà 2 tầng nha. Và căn này ta đã xin được lập lại là diện tích là 2.364 square feet, có 4 phòng ngủ nè và 3 phòng tắm thôi nhà này. Và hiện tại đó là căn này sau khi giảm 35.000 chỉ còn là 378.000 thôi cả nhà. 378 mà nhà rất là đẹp luôn. Bước vào nha, cái hallway cực kỳ rộng luôn nè. Đụng một cái là sẽ đụng tính cái nhà mình luôn rồi nè. Đó, quý vị thấy không, phải đi bước dài đâu. Và bên tay phải của mình đây, quý vị sẽ có một cái phòng ngủ bên đây và một cái phòng tắm ở trong này luôn nha quý vị. Và đặc biệt quý vị, cái phòng ngủ này là phòng ngủ thường thôi nhưng mà cái size rất là rộng luôn. Size này khoảng là 13 x 14, nó bằng cái size phòng ngủ master của mình á. Và cái điều nổi bật hơn nữa là ở phía trong đây mình có cái tủ walk-in closet luôn, chứ không phải là cái tủ closet bình thường nha. Tủ walk-in rất là rộng luôn. Và cái chỗ này ha, là cái đường để mà đi cái garage đi vào. Đó, cái cửa được garage mình đi vào. Và đây là cái gói đi vô này nha. Vừa tính là mình có nhà bếp. Bên cạnh nhà bếp á, cái bên tay phải mình sẽ có thêm cái phòng giặt sấy bên đây nữa. Đó, quý vị thấy không? Và tính đây là cái khu vực nhà bếp của mình đây nè. Một không gian sống rất là ấm cúng nè, thoải mái. Vì cái thiết kế nó là open mở rộng cho mình. Và tủ cabinet hai bên rất là nhiều luôn nha cả nhà. Ở đây á, thì cái khúc này trần sẽ là cao 9 feet nha quý vị. Và khi mà mình tới cái khu vực này á, thì cỡ trần nó sẽ cao được 12 feet cho mình, nó đẩy lên nè. Đó, rất là thoáng luôn, quý vị thấy không? Và nhà này cũng như nhà kia đó thì mình vẫn được những cái quyền lợi như là tặng tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Và tiền lãi suất cũng được như nhau luôn. À, và một chi tiết nữa là nếu mà quý vị đi với lender của builder thì mình được tính 15.000 tiền closing cost. Thì tùy theo cái giá trị nha, up to 15.000 tiền closing cost. Chỗ này là cái cầu thang để mình đi lên lầu. Thì bây giờ mình sẽ đi coi phòng ngủ master nè. Cái phòng ngủ master ở đây là một cái điểm mà ta là phải wow lên đó quý vị. Trần cao đẩy lên 12 feet nha, giống ngoài kia luôn. Và cái cửa sổ cũng là bow window. Đó, quý vị thấy không, đẩy ra nhìn rất là rộng luôn. Một cái nhà 378 nhưng mà trong kiểu mình feel giống như là nhà khoảng 500.000 đó. Phòng tắm master này nhìn cũng rất là luxury luôn. Mình có hai cái vanity ở đây, phòng tắm đứng bên này,
Và nhà này thì nó không có cái bathtub, thì nó sẽ có cái option cho quý vị nếu như mà quý vị muốn build cái bathtub thì có thể tận dụng cái chỗ này để mình build cái bathtub ha. Và bên trong này là cái tủ walk-in closet của mình nè. Bây giờ mình lên tầng 2 mình coi sơ nha. Tầng 2 quý vị có một cái phòng game room khi mình bước lên cái nè ha. Bên tay trái của mình sẽ có cái phòng game room khá là rộng nha cả nhà. Thì cái phòng này mình có thể làm vừa phòng game room mà vừa làm phòng movie theater luôn cũng được luôn đó. Và mình sẽ có bên tay phải mình sẽ có hai phòng ngủ đó. Hai phòng ngủ chia đều ra hai bên luôn này cả nhà. Một cái là một bên ha. Và ngay cái khúc này á, cái phòng này đi vô là cái phòng tắm để mà full bathroom, có thể mà share để mà hai phòng ngủ này có thể xài được. Thì tổng cộng mình sẽ có 3 phòng tắm full đúng không ạ? Và quý vị ơi, khu vực này có tiền property tax, tiền thuế là 3.18. Nếu như mà quý vị có homestead xin giảm thì còn khoảng 2.7. Còn nếu những quý vị mà senior trên 65 thì nó sẽ giảm hơn được nữa nha. Và tiền HOA cho khu vực này là 600 cho một năm, tức là khoảng 50 đồng cho mỗi tháng. Trường học thì là điểm BAA, tức là lớp 1 đến lớp 5 ha. Elementary thì mình sẽ được 88 điểm. Còn nếu mà middle school với lại high school đó thì mình sẽ được từ 91 cho đến 94 điểm. Cho nên quý vị mà muốn tìm trường học tốt cho con em mình thì đây là cái khu vực mình hãy quan tâm nha. Nhà thì giá rất là bình dân phải chăng mà chất lượng build rất là tốt như cả nhà đã thấy rồi. Nếu như mà quý vị quan tâm thì có thể gọi cho công ty Tara ở số điện thoại là 832 558 8885. Tara xin được hẹn quý vị vào video tiếp theo. Bye bye.